Sự ra đi của Messi khỏi Barcelona ở đầu mùa giải năm nay đã khiến sự chú ý vào đội bóng xứ Catalan nói riêng và giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha nói chung đã giảm sút đáng kể. Cũng tương tự như vậy, trận siêu kinh điển mà người ta ngắm đợi hàng năm cũng dần trở nên phai nhạt. Tuy nhiên thì với người hâm mộ bóng đá xứ đấu bò thì đây vẫn là sự kiện đáng mong chờ. Ở hiện tại dù cả hai không còn những ngôi sao hàng đầu trong đội hình, nhưng bù lạ truyền thống sự căng thẳng vốn có lại thêm việc cũng đã sở hữu nhiều cầu thủ tài năng trẻ cũng vẫn hứa hẹn sẽ đem đến một trận cầu hấp dẫn. Lúc này sẽ theo những điều kiện cũng như màn trình diễn thực tế trên sân của hai đội từ đầu mùa có thể thấy Barcelona đang có phần thất thế so với Real Madrid. Rõ ràng ngoài sự ra đi của Messi, việc đội bóng này không có được một bản hợp đồng nào đáng giá theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để bổ trợ vào các vị trí còn lại cũng đã thể hiện điều đó. Và dễ nhận thấy nhất cho đến lúc này chính là việc đội bóng xứ Catalan đã không có kết quả cũng như vị trí tốt ở các sân chơi mà mình có mặt. Cụ thể như tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, họ đang đứng tận ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 15 điểm sau 8 vòng đấu. Còn tại cúp C1 châu Âu đến giữa tuần qua, thầy trò huấn viên Ronald Koeman mới có được 3 điểm đầu tiên sau 3 lượt trận vòng bảng khi trước đó đã toàn thua cả hai lượt trận đầu Tuy nhiên như đã đề cập thì màn trình diễn của họ là không đáng tin cậy chút nào. Nhưng ngay trước trận siêu kinh điển này chính là chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Dynamo Kiev ở cúp C1. Trước đó là liên tiếp những trận bất điểm thậm chí là trắng tay xen kẽ nhau. Điểm nhấn đáng trông đợi nhất có lẽ là việc Barcelona sẽ được chơi tại Nou Camp, nơi mật từ đầu mùa được chứng kiến nhiều hơn những kết quả tích cực, cụ thể là thắng 5 và chỉ thua 1 sau 7 trận. Ở phía bên kia chiến tuyến mặc dù những gì Real Madrid đã thể hiện cho đến lúc này là không quá ấn tượng, thế nhưng so với bản thân họ thì có thể nói là chấp nhận được như tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha thay cho huấn viên Ancelotti đã có 17 điểm sau 8 vòng đấu và đang đứng tận vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, kém 3 điểm so với đội dẫn đầu nhưng đã ít hơn một trận. Bên cạnh đó, dù giai đoạn cuối tháng 9 đầu tháng 10, Real Madrid đã thi đấu không tốt khi trải qua hai vòng đấu liên tiếp với chỉ một điểm giành được, kèm theo đó là trận thua ở cúp C1 châu Âu trước đối thủ dưới cơ là Serif. Thế nhưng ngay sau khi trở lại từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia, họ đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng tương bừng 5-0 trước Shakhtar Donetsk ở sân chơi châu lục giữa tuần vừa rồi. Hơn nữa chứng kiến thành tích thi đấu sân khách từ đầu mùa khi đã thắng tới năm và chỉ thua 1 sau 7 trận trên mọi đấu trường, lại thêm việc thường xuyên có kết quả thuận lợi ở những lần viếng thăm Nou Camp gần đây, cụ thể là đã bất bại tới 7 qua 8 trận, gần nhất còn giành chiến thắng, rõ ràng có lý do để người hâm mộ hy vọng vào kết quả thuận lợi cho Los Blancos ở trận siêu kinh điển tới đây. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái đưa ra kèo hòa được thua cho trận đấu cùng điểm an bỏ sâu, càng cho thấy sự rất thế của đội chủ sân Nou Camp ở trận đại chiến sắp tới. Nên nhiều trong vòng 16 năm qua với 24 lần tiếp đó Real trên mọi mặt trận, chưa khi nào Barcelona bị xếp dưới mức chấp 1/4, việc kèo chấp hạ như lần này lại thêm điểm ăn bất lợi cho thấy tình hình khó khăn như nào với họ và ở hoàn cảnh hiện tại, Real Madrid rõ ràng là cái tên đáng để trông đợi hơn. Trong một diễn biến khác, cụ thể là phương diện tổng bàn thắng với tính chất căng thẳng của trận siêu kinh điển sẽ khó để trông đợi vào sự cởi mở trong việc nhập cuộc của hai đội. Chưa kể bản thân cả hai cũng không có phong độ ổn định thời điểm hiện tại. Vì vậy mà đánh giá cho khả năng tạo ra kịch bản tưng bừng bàn thắng là rất thấp. Tuy nhiên trên thị trường nhà cái vẫn đưa ra mức kèo khá cao là 2 phần 4 lại thêm điểm ăn thấp cho cửa tài. Vì vậy mà khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng ở cuộc đọ sức này là vẫn có và vẫn có thể đặt niềm tin cho mốc trên của trận đấu.